Câu hỏi đầu tiên là thưa sư, vì sao sư nói thiền phải có đề mục để tập trung chứ không để tâm trống rỗng? Thưa quý vị đó, cái từ thiền á là xuất phát từ cái từ Pali là cha ná. Cha ná đó, thì cái ngữ căn nó là cha. Cha nó có hai nghĩa. Thứ nhất á là cái sự thiêu đốt, có nghĩa là cái sự thiêu đốt phiền não. Cái thứ hai đó nó có ý nghĩa là cái sự soi rọi, có nghĩa là cái sự soi sáng. Thành ra đó, cái thiền mà nó không đạt cái gì, mà nó không đạt được hai cái điều kiện này thì chúng ta không thể gọi nó là thiền. Cái thứ nhất, cái thứ hai chúng ta gọi là thiền định. Thì cái định á, cái samadhi mang ý nghĩa là sự tập trung. Và nếu như chúng ta làm một cái gì đó mà không có sự tập trung á, thì chúng ta không thể gọi nó là định được. Như vậy, tổng hợp lại đó, thiền định là cái gì? Thứ nhất, đó là một cái sự tập trung. Tại vì cái định samadhi nó là sự tập trung. Nó là sự tập trung với tác dụng thiêu đốt các cái truyền cái, hoặc là với tác dụng sôi rọi đấy. Cho nên chúng ta mới có cái thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó là cái sự tập trung đấy, cái sự tập trung, và thiền quán nó là cái sự sôi rọi đấy. Thành ra đó, cái vấn đề ở đây không phải là sư nói, bởi vì nếu như mà dùng cái từ sư nói đó, có nghĩa là cái từ này là do sư định nghĩa ra. Nhưng mà cái này không phải là từ do sư định nghĩa ra, mà vốn dĩ cái thiền đó nó phải là như vậy. Còn khi mà quý vị để cái tâm trống rỗng đó, thứ nhất là nó không có sự tập trung. Nó không có sự tập trung. Thì như vậy nó không thể thỏa mãn được cái ý nghĩa của cái từ định được. Đấy. Và khi cái tâm trống rỗng đó, thì trí tuệ nó không có phát sanh. Nó không có sự quán sát, không có sự soi sáng, cho nên nó cũng không thể nào mang ý nghĩa của cái từ cha ná đấy. Cho nên thiền là chúng ta phải có đề mục để chúng ta tập trung vào nó, chứ không phải là chúng ta để cái tâm trống rỗng như vậy mà chúng ta gọi nó là thiền. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái tâm trống rỗng mà quý vị đang nói tới đó, quý vị có biết là quý vị đang nói tới cái tâm gì hay không? Nó là tâm phá quăng gá, mà việc dịch đó, thì nó là tâm hữu phần. Cái tâm hữu phần này đó, nó chịu trách nhiệm duy trì sự sống của tất cả chúng sanh. Khi cái tâm hữu phần này nó kéo dài thì chúng ta có một cái giấc ngủ ngắn hạn. Còn khi mà cái tâm hữu phần này nó kéo dài hơn nữa thì chúng ta gọi đó là một người hôn mê. Cho nên khi mà những khi chúng ta có những cái giấc ngủ ngắn mà chúng ta gọi là cái sự thư giãn của tâm đó, thì đó là những cái trường hợp mà tâm hữu phần nó hoạt động nhiều, và bản thân cái tâm hữu phần đó chúng ta không thể tu tập gì được hết đấy.